Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy ngày 3 tháng 3 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bằng một phiên giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,74%, giao dịch ở mức 2.165,3 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,96%, giao dịch ở mức 104,43 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, đứng ở mức 63.400 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa tuần này cũng bằng một phiên giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,202% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 80,8 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam do các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn chốt lời sau khi giá vàng lên mức cao kỷ lục. Sự phục hồi của đồng bào xanh vào cuối tuần cũng là yếu tố làm ảnh hưởng tới giá vàng. Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phát đi tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay, ngay cả khi lạm phát trên mức mục tiêu 2%. Điều này giúp đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới. Trong ngày 21 tháng 3, giá vàng thế giới tăng lên mức cao kỷ lục mới trên 2.200 đô la Mỹ trên một ounce. Kể từ giữa tháng 2, giá vàng đã tăng 12%. Các nhà giao dịch dự đoán có tới 72% khả năng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6 năm 2024 từ mức 65% trước khi có quyết định từ cuộc họp mới nhất. Về mặt xu hướng của giá vàng, theo ông Dan Nagari, chiến lược gia hàng hóa của TD Securities cho biết, động lực mua vào dường như tạm thời đã cạn kiệt. Giá vàng đang điều chỉnh, tuy nhiên vàng vẫn còn nhiều dư địa để tăng giá khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp khiến vàng trở nên rẻ hơn cho những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Theo ông Philip Chable, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Future cho rằng, đồng tiền của Thụy Sĩ giảm giúp đẩy chỉ số đồng bào xanh lên mức cao, điều này đã gây tổn hại cho vàng. Các nhà phân tích nhận định thị trường biến động sau cuộc họp của Fed kết thúc và giá xuống thấp là thời điểm để mua vào. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Câu hỏi đang được đặt ra liệu rằng giá vàng miếng SJC trong nước có tiếp tục giảm sâu trong tuần tới, nếu có thì mức giảm đến đâu? Cụ thể, đối với thị trường vàng trong nước, yếu tố tác động đến giá vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn là các biện pháp tăng cung, giảm cầu vàng vật chất của ngân hàng nhà nước nhằm ổn định thị trường vàng, kéo chênh lệch so với giá vàng trên thị trường thế giới xuống mức thấp hơn. Tuy nhiên, mức chênh lệch giảm từ 16 xuống 14 triệu đồng trên một lượng trong hai phiên gần đây được xem là khá khiêm tốn. Giới đầu tư đang chờ đợi động thái tiếp theo của ngân hàng nhà nước về việc bổ sung sửa đổi nghị định 24 về quản lý thị trường vàng với việc có thể cho nhập khẩu để tăng nguồn cung. Tuy nhiên thì dường như ngân hàng nhà nước chưa thực hiện giải pháp này trước thời điểm quý 3 năm 2024 bởi tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng vẫn khá nóng. Tính tới cuối ngày hôm qua 22 tháng 3 thì vẫn đang ở mức cao kỷ lục trên hệ thống ngân hàng ở mức 24.950 đồng trên đô la Mỹ bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Trong công điện hôm 20 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành về việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp quản lý thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới. Thủ tướng cũng yêu cầu không để tình trạng thị trường vàng tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất thị trường tiền tệ cũng như ngoại hối và an ninh tiền tệ quốc gia. Việc giữ ổn định tỷ giá và kiềm chế lạm phát vẫn là ưu tiên cao trong hoạt động điều hành kinh tế vĩ mô của bất cứ chính phủ nào trên thế giới. Trở lại với bảng giá vàng trong nước, nhìn chung ở thời điểm này thì mặt hàng vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hầu như không có nhiều thay đổi so với thời điểm ngày hôm qua. Chi tiết của bảng giá này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn ở phần cuối bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm cuối tuần, ngân hàng nhà nước tạm thời chưa có thay đổi, niêm yết ở mức 24.003 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại mua vào mức 24.580 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.950 đồng trên đô la Mỹ. Tạm thời thì cũng không có điều chỉnh về giá. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tạm thời cũng không có điều chỉnh, được mua vào mức 25.457 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.537 đồng trên đô la Mỹ, không có điều chỉnh về giá sau khi giảm 54 đồng trên đô la Mỹ ở cả hai chiều trong phiên cuối ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu,
giảm 800.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 80.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.800.000, bán ra 8.002.000, giảm 80.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. VNG Hồ Chí Minh mua vào 7.760.000, bán ra 7.970.000, giảm 100.000 ở chiều mua, 95.000 ở chiều bán. VNG Hà Nội mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000, giảm 110.000 ở chiều mua, 115.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.720.000, bán ra 7.920.000, giảm 130.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.700.000, bán ra 7.890.000, giảm 140.000 ở chiều mua, 150.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.700.000, bán ra 7.890.000, giảm 140.000 ở chiều mua vào, 150.000 ở chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 7.800.000, bán ra 7.930.000, giảm 100.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.770.000, bán ra 7.940.000, giảm 130.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 7.720.000, bán ra 7.920.000, giảm 130.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.800.000, bán ra 8.002.000, giảm 80.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này giảm 800.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 80.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đến 2.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.800.000, bán ra 8.002.000. SJC Huế mua vào 7.797.000, bán ra 8.002.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. SJC Bạc Liêu mua vào 7.800.000, bán ra 8.002.000. SJC Phan Rang, Hạ Long, Quảng Nam mua vào 7.798.000, bán ra 8.002.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì tạm thời cũng không có điều chỉnh sau khi mà giảm trong khoảng từ 250.000 đến 600.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 25.000 đến 60.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhân đồ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.780.000, bán ra 6.910.000. Nhân đồ số 9 loại từ 0.3 đến nửa chỉ mua vào 6.780.000, bán ra 6.920.000. Vàng bốn số 9 mua vào 6.770.000, bán ra 6.860.000. Giảm 60.000 ở chiều mua vào chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.642,1 nghìn, bán ra 6.792,1 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.960,5 nghìn, bán ra 5.160,5 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.814,8 nghìn, bán ra 4.014,8 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.675,9 nghìn, bán ra 2.875,9 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.